Thưa quý vị, sáng 14 tháng 10, người dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thích thú khi chứng kiến hiện tượng cầu vồng đôi xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa. Theo chia sẻ của một số tài khoản mạng xã hội Facebook, khoảng 6 giờ 40 phút sau cơn mưa, họ bắt gặp hình ảnh cầu vồng đôi rực rỡ và rõ nét xuất hiện trên bầu trời. Một số người đã dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc này và đăng tải lên Facebook. Theo các nhà thiên văn, cầu vồng đôi ít xuất hiện hơn cầu vồng đơn. Thông thường, cầu vồng đôi xuất hiện sau mưa khi không khí đủ ẩm để tạo ra hiện tượng này. Hiện tượng cầu vồng đôi xảy ra khi các tia sáng mặt trời phản chiếu lần thứ hai với các hạt mưa, tạo thành một đường cong thứ hai trên cùng một mặt phẳng với cầu vồng chính. Ánh sáng đi vào hạt mưa và khúc xạ ở bề mặt không thoát ra sau khi chạm vào mặt sau của hạt mưa, mà thay vào đó bị khúc xạ lần thứ hai, tạo nên cầu vồng thứ cấp. Đặc điểm của cầu vồng thứ hai là màu sắc bị nghịch đảo so với cầu vồng đầu tiên. Ánh sáng từ cầu vồng thứ hai cũng mờ hơn và khó nhìn thấy hơn so với lượng ánh sáng bị khúc xạ lần thứ hai giảm đi. Hình dạng và vị trí của cầu vồng thứ cấp cũng có sự khác biệt, cách cầu vồng chính khoảng 10 độ và tỏa ra ở góc 50 độ. Sáng 14 tháng 10, Công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết đã triệu tập 7 người liên quan trong vụ việc hành hung người đàn ông làm thơ đăng trên Facebook phải nhập viện. Tại cơ quan công an, 7 đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình và nói rằng nguyên nhân chính dẫn đến vụ hành hung là do bài thơ của ông Lưu đăng lên Facebook khiến họ cảm thấy bị xúc phạm. Do tức giận nên cả nhóm đã đi xe ô tô đến nhà yêu cầu ông Lưu gỡ bài đăng. Tại nhà ông Lưu, giữa nhóm đối tượng và ông Lưu xảy ra cự cãi. Sau đó, cả nhóm đã lao vào đánh ông Lưu để dạy cho ông này một bài học, dẫn đến thương tích. Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin một người đàn ông là ông Ngô Văn Lưu, 55 tuổi, ở thôn Thượng Bắc, bị nhóm người hành hung dẫn đến nhập viện sau khi ông làm bài thơ đăng lên mạng xã hội Facebook. Hiện vụ việc đang được chuyển cho Công an huyện Lệ Thủy thụ lý điều tra. Ngày 13 tháng 10, một vụ cháy đã xảy ra trong khu rừng trồng bạch đàn bị đổ, gãy do ảnh hưởng bởi bão số 3 ở thôn Bình Minh, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến hơn 1 giờ ngày 14 tháng 10, lực lượng chức năng đã khống chế dập tắt được đám cháy rừng ở thôn Bình Minh, không để lan sang các khu rừng lân cận khác. Sau khi phân tích địa hình, nhận định nguy cơ ngọn lửa lan rộng sang các khu rừng lân cận khác, lực lượng chức năng của xã huy động máy móc, phương tiện phát đường băng cản lửa và đốt lửa ngược lại, khống chế nguy cơ lan rộng của đám cháy. Theo ước tính, diện tích rừng bị cháy khoảng hơn 1 hecta. Lãnh đạo xã Ngọc Vừng cho hay rất khó xác định nguyên nhân vụ cháy rừng do trên địa bàn hiện nay diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 khá lớn, cây rừng bị đổ gãy đã khô, gặp thời tiết khô hanh rất dễ bắt lửa. Thêm vào đó, số người vào rừng có các hoạt động đốt lửa khó kiểm soát nên nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn. Được biết đây là vụ cháy rừng thứ hai trong tháng 10 trên địa bàn xã Ngọc Vừng. Trước đó vào chiều 9 tháng 10, tại khu vực Vụng Nhãn thuộc xã Ngọc Vừng xảy ra vụ cháy 10 ha rừng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền huyện Bố Trạch xử lý thành công khối đá nặng hơn 300 tấn có nguy cơ sạt lở, đe dọa khu dân cư tại tổ dân phố Xuân Tiến, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch. Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người di rời 157 hộ dân với 750 nhân khẩu sinh sống dưới khu vực có khối đá đến vị trí an toàn, đồng thời lập các chốt kiểm soát người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Sau đó, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dùng mìn phá hủy và đưa khối đá trượt xuống vị trí dưới chân núi theo đúng phương án đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Người dân được di rời trước đó cũng đã quay trở lại sinh hoạt, làm việc bình thường. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn cắm biển cảnh báo và tổ chức rào chắn, cấm người dân vào khu vực khối đá đã trượt xuống. Trước đó, khu vực núi đá tại tổ dân phố Xuân Tiến, thị trấn Phong Nha, huyện Quảng Trạch, dưới tác động của các đợt mưa lớn và thay đổi về nhiệt độ, thời tiết, từ cuối tháng 9 năm 2024, tại khu vực này xuất hiện một vị trí rạn nứt lớn khoảng 50 cm, khiến khối đá có thể tích khoảng 100 mét khối, nặng khoảng 300 tấn có nguy cơ sạt lở. Thưa quý vị, phiên đấu giá 54 lô đất tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai vừa kết thúc với mức giá cao nhất lên đến gần 55 triệu đồng mỗi mét vuông, gấp 4,4 lần giá khởi điểm. Tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, phiên đấu giá 54 lô đất ở xã Yên Sơn đã diễn ra thành công với giá cao nhất gần 55 triệu đồng một mét vuông, gấp 4,4 lần mức khởi điểm. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tổ chức phiên đấu giá này với tổng diện tích gần 5.200 m2, thu hút gần 300 khách hàng và hơn 1.000 hồ sơ tham gia. Mỗi lô đất có diện tích từ 92 đến 121 m2, giá khởi điểm là 12,5 triệu đồng mỗi m2. Phiên đấu giá kéo dài với ít nhất 12 vòng, trong đó giá trúng thấp nhất gần 45 triệu đồng, cao hơn mức khởi điểm 3,6 lần. Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá lên đến gần 243 tỷ đồng, chênh với giá khởi điểm gần 180 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, huyện Quốc Oai đã tổ chức 4 phiên đấu giá, thu về hơn
420 tỷ đồng. Trong 3 tháng cuối năm, huyện dự kiến tổ chức thêm 3 phiên đấu giá với tổng diện tích khoảng 9.000 m2, dự kiến thu được khoảng 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, các phiên đấu giá ở huyện vùng ven đã có dấu hiệu giảm nhiệt so với trước đó. Một số địa phương như Thanh Oai và Hoài Đức đã tạm dừng tổ chức đấu giá để rà soát pháp lý, với nhiều lô đất trúng đấu giá không được nhà đầu tư nộp tiền. Thưa quý vị, Việt Nam có điểm bài thi IELTS học thuật xếp thứ 29 trên thế giới và thứ tư trong khu vực, với mức 6.2 trên 9.0, tụt 6 bậc so với năm 2022. Theo dữ liệu về bài thi IELTS toàn cầu năm 2023-2024, được công bố gần đây, điểm trung bình IELTS của người Việt là 6.2 trên 9.0 với bài Academic học thuật xếp thứ 29 trên 39. Trong khi năm 2022, nước ta đứng thứ 23 trong tổng số 40 nước tham gia xếp hạng. Ở bài thi này, 21% thí sinh Việt đạt mức điểm 6.0. Đây cũng là mức điểm phổ biến nhất ở bài thi học thuật. Bên cạnh đó, chỉ 5% người đạt IELTS 8.0 trở lên. Cùng với đó, số điểm từng kỹ năng nghe, đọc, nói, viết của bài thi học thuật lần lượt là 6.3, 6.4, 6.0, 5.7. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có điểm trung bình IELTS xếp thứ tư cùng với Campuchia và Thái Lan. Trước ba quốc gia này là Malaysia 7.5 trên 9.0, Philippines 7.0 trên 9.0, Indonesia cùng Myanmar đều là 6.5 trên 9.0. Sau giải chạy đêm ở thành phố Hồ Chí Minh, ba vận động viên phải nhập viện với chẩn đoán ngất do gắng sức. Bệnh nhân gồm hai nam có độ tuổi lần lượt là 46 và 38, một nữ 19 tuổi. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, sau khi được thăm khám và điều trị, cả ba người đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định. Các bệnh nhân đang được theo dõi sát tại khoa cấp cứu. Liên quan đến tình trạng ngất do gắng sức, các bác sĩ cho biết một số người bên ngoài trông rất khỏe mạnh nhưng có hệ tim mạch đang có vấn đề tiềm ẩn chưa phát hiện ra như hội chứng rối loạn nhịp tim, bệnh cơ tim phì đại. Chỉ khi gắng sức, nhịp tim đập nhanh hơn, những bệnh này mới bắt đầu xuất hiện, gây ngưng tim đột ngột. Các bác sĩ cũng khẳng định việc chạy bộ hay tập thể dục, thể thao đúng cách có thể giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của nhiều người ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, khi mọi người tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, lưu ý lên tập luyện nhẹ nhàng rồi tăng dần với cường độ từ từ, không nên làm quá sức ngay một lúc sẽ rất dễ đi vào cơ vân. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị công nhận ấn vàng triều Nguyễn Hoàng đế Chi Bảo là bảo vật quốc gia. Đây là cổ vật độc đáo được một nhà sưu tập ở Bắc Ninh khổ công đem về từ Pháp sau quá trình đàm phán phức tạp và bỏ ra một số tiền lớn. Ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo hiện được trưng bày tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh. Ấn cao 10,4 cm, nặng 10,78 kg, mặt hình vuông, kích thước 13,8 x 13,7 cm, đế ấn in dòng chữ Hoàng đế Chi Bảo, báu vật của Hoàng đế. Đại diện Cục Di sản Văn hóa chia sẻ, bên cạnh giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo là di sản văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng với dân tộc. Đây là biểu trưng của quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định của tiến trình lịch sử của Việt Nam, đánh dấu mức quan trọng cho sự chuyển giao từ chế độ quân chủ hơn nghìn năm sang nền dân chủ của nhân dân Việt Nam. Năm 2021, sau nhiều năm được gia đình vợ cũ của cựu Hoàng Bảo Đại cất giữ, ấn vàng được đưa ra đấu giá. Ngày 18 tháng 11 năm 2023, ấn vàng chính thức được hồi hương sau hơn một năm đàm phán, thương thảo và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan giữa các đối tác Việt Nam và Pháp. Doanh nhân Nguyễn Thế Hồng, người sở hữu Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, là người đã chi 6,1 triệu euro, tương đương với hơn 153 tỷ đồng mua ấn dưới sự bảo trợ của chính phủ và các bộ ngành cơ quan Việt Nam.